Chào chào bà con em, lâu quá rồi mới làm clip, tại vì dạo này cũng nhiều anh em gọi điện hỏi là có heo giống không. Nhưng mà xin thưa với mấy anh em là giai đoạn này là mình không có heo, lý do là được rồi, mình bị dịch châu Phi. Dịch châu Phi quét qua, heo rừng chết rất là nhiều. Ở Tây Ninh này hầu như là những trại mình biết là hầu như là chết sạch, chết không còn cái gì hết. Cho nên là nhiều anh em không biết nó heo rừng mà sao cũng bị châu Phi. Không có đâu nghe mấy anh em, heo rừng nó bị còn ác hơn heo heo công nghiệp nữa nha. Nó bị còn hơn heo trắng nữa nha. Không, nó cũng là heo thôi mà. Đó. Cho nên là những cái trại mà mình biết ở Tây Ninh này nè là tất cả là đều bị hết á. Như trại của mình là chết, bây giờ còn con cặp nè, anh em coi nè. Đấy. Con cặp với một mới dài mấy con nằm bên kia mà trưa là nó không có ra. Đó. Anh thấy không? Đây là con cặp được cái nha anh em. Con cái này là lên giống rồi đó. Cho nên nhiều anh em gọi điện hỏi heo giống, mình nói mình cũng nói thật luôn là bị dịch châu Phi chết hết rồi, lấy đâu ra giờ không còn heo giống. Mình đang gầy nè, cặp này là cặp giống nên mình gầy, với là mấy con bên kia nữa đó là để mình gầy lại đam mê mà. Nuôi chay cái chuồng chuồng còn có đống này nè, đấy chuồng còn có đống này mà không có nuôi thì phí quá đó. Nên em thấy nó ăn cỏ voi đó. Đó. Quay quay coi chơi vậy đó. 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 Thấy không? Cái lên giống hay gì đó. Cái này thì lên giống rồi. Đó. Còn đứng sau là con đực, con trước là con cái nha. Đó. Đang có voi đó anh em ơi. Đó. Cũng bên này mấy anh em coi nè. Đấy, trồng cỏ rồi. Cỏ, toàn bộ là cỏ. Đó. Cỏ cỏ với chuối không à, đó cỏ với chuối, cỏ với chuối không à? Đấy. Đấy, nhà này có voi nè, voi mình cho bò ăn nha mấy anh em, bò heo rừng nó cũng ăn này. Trà này là trà lá lớn nè, đó trà lá lớn. Cỏ đó, cỏ sả ngoài kia là cỏ sả đó, cỏ sả, cỏ sả có voi trà đó, trong này cũng trồng dừa, ngoài kia cũng cỏ luôn, trong khắp nơi là cỏ. Tại vì mình nuôi nuôi bò đó, nuôi bò. Còn về heo á, heo là mình chỉ nuôi chơi thôi nha mấy anh em, nuôi cái dạng như là đam mê á. Đam mê mình nuôi, mình giữ dòng mình chơi, chứ mình không có phải là chăn nuôi lớn gì à. Nhưng mà vừa rồi thì bị dịch châu Phi thì nó cũng quét đi một mớ, nó cũng khá là nhiều đấy. Nên em coi nè, con nó nhát nhát thấy không đó, heo này nhát lắm nha mấy anh em, nhát cực kỳ luôn đó. Cái con đứng cái góc trong đó là con đực á, đây con đực đó, đực á, đực. Mình cam đoan với mấy anh em là những cái trại mà mình biết á, ở Tây Ninh này thôi nha, mình nói Tây Ninh thôi nha, là được rồi, là bị châu Phi sạch sẽ hết, không có trại nào mà thoát được cái em. Nhiều người thì giấu, nhưng mà mình giấu để làm cái gì? Giấu để chi nha. Đó thì mình nói trần tình với mấy anh em vậy đó. Heo rừng này nó châu Phi tới là nó là coi như nó bị trước nữa, chứ đừng nó bị sau nha. Đấy, nó rất là nhạy cảm với lại heo châu Phi. Rồi lâu quá không có quay cho mấy anh em coi, bữa nay quay nhiều đó thôi.
Rồi chào tạm biệt mấy anh em nha.